leo xíu đâu rồi, còn không chị ra đảo chưa? Em nghĩ trời bão này ai dám ra đảo. Đó, hai con mèo mướp nhỏ nhất là leo nhất xíu, đón coi con nào là con nào. Con leo lửa con cái đuôi cong cong, đứng gần màn hình nhất đó. Con xíu dương lên đó, còn con xíu nó sung lắm. Con xíu là con trai, con leo là con gái. Bây giờ nhập bầy nguyên đám luôn, chứ nó sợ tôi đem ra ngoài đảo. Con phương ngựa đó, nó đem về đã đời rồi tôi âm xô ha. Rồi thêm con gấu nữa. Sản phẩm con gấu là con nào? Đâu, con cam đâu? Con cam chạy mất mẹ. Thôi tụi bà giỡn mà nó sợ. Rồi con gấu bắt mèo cam ra, nói tội con này quý vị nghe. Nó vô đây mục đích là cô gái. Nếu mấy con này không giỡn cần câu là nó gừa con khỉ chạy vòng vòng. Hai đứa khủng bố nguyên bầy. Bây giờ mấy đứa nó giỡn cần câu như khủng bố nó lại. Mà thấy người ta giỡn cần câu nó không dám chạy ra nha. Chủ yếu tao cô gái mà giỡn này tao có thèm cũng đâu nha. Bình thường hai anh em xíu với năm con mèo bên đám gì ca, ví dụ gặp nhau nhẹ nhẹ cái như lướt liếc nhẹ thôi, không đến nổi kênh. Mà khi có cần câu giỡn cái con này đụng con kia à, thân thiết hẳn ra như anh em vậy ha. Gì ca với khen kiểu sắp kết nạp thêm đàn em rồi. Tổng thể hết tất cả mấy con mèo hoang đều tập trung ở đây. Tại sao thiếu con dẻ? Rồi tôi sẽ cho quý vị coi khi con dẻ bước vô đám này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Không thấy có đồ ăn nó vui ha. Rồi rồi dẻ gấu cho dẻ ra ngoài cho quý vị xem. Tại sao nguyên đám vô nhập bầy hết vui vẻ? Dẻ thì thế nào? Ẩm ra coi nó đang vui. À, mày vô trong cái chuyện nó quạo nó cắn mày nghe gấu. Mày thả xuống liền nha. Không có dịnh lại, cứ thả xuống. Con dẻ con vàng tâm tánh khác nhau trời vực. Con vàng rất là dễ thương. Mà con mèo hoang là con giống như con dẻ là con mèo. Mình nhận nó về từ nhỏ. Đó, bước xuống là khè. Lúc này dẻ chưa có quạo hẳn gì, thấy đa số mấy mèo đang giỡn vui mà con nhị ca hết vui rồi nha. Thấy dẻ vô, nhị ca bắt đầu để ý con dẻ rồi. Nó không có hòa nhập cộng đồng. Nó vô nó thấy con nào mình gần gần ấy thì nó khè người ta. Mà cái tiếng chửi nó càng lớn mà làm cho nguyên đám xì chết. Mà con nhị ca không có vừa nên nó thấy con dẻ mất cảnh giác đó với mấy đứa đang giỡn cần câu, nhị ca cũng giả bộ giỡn cái cây xúc xích rồi tán dẻ. Tại sao tán? Tại vì mới bước vô con dẻ lên tiếng gừ là nhị ca đã để ý rồi. Bắt đầu con dẻ gừ lên vài tiếng nữa, nhị ca giả bộ nằm xuống, tao giỡn mà tao có làm gì đâu, nó xạo lắm nha. Và sau tiếng gừ của dẻ thì nguyên bầy ngưng giỡn, nằm nép vô tường. Cái tiếng gừ của nó đơn hết, không con nào dám giỡn. Tại sao không cho dẻ nhập bầy là vậy đó. Nó giữ hạn chế chọn dẻ đi chơi à. Hồi đó giờ nó không cắn mình mà sao này đi hai lần nó cắn mình hai lần. Không đừng đừng mày ơi, đừng mày ơi, đừng đừng có để mèo sát vậy. Không nên nha. Con mèo phải để xa xa, không có để sát gì được. Chết mẹ. Thà tụi nó chạy qua chạy lại giỡn cần câu, nó lỡ đụng cái mặt tụi nó vô tư không sao, mà khi mình bắt hai con mèo sát gần cái mặt nhau, hai con đều căng thẳng là sẽ có quấn lộn nha. Nó lỡ đụng vậy thôi. Nó chỉ chửi thôi nha, nó biết là lỡ thôi. Cũng gì không sao mà được. Ấy. Một khi mà con dẻ lên cơn nó quýnh con này đánh con kia, cái tiếng la cái như nó căng thẳng đó, nó cắn con này đau quá con nó giật mình cắn con khác, rồi nguyên bầy quýnh lộn nhau. Cho nên một con mèo căng thẳng tốt nhất là không nên cho nhập bầy chung với cái đám đang bình tĩnh. Còn nhị ca đứng sau lưng. Bình thường nhị ca nó hay giỡn mà con dẻ nó chửi cái này nhị ca nó quạo liền. Cái nấp sau lưng con dẻ là có ý đồ, nó canh con dẻ mà cơm bắt anh em của nó xử con dẻ liền. Hồi nãy giờ anh em nó toàn đụng dẻ không à. Còn đây là một con mèo vàng mèo cam cũng giống con dẻ mà thuộc dạng con mèo cam chịu. Anh ta đã vượt ngàn hải lý leo hàng rào đu nóc nhà để vô nhà cái thú và cuối cùng bị thiến. Tính ra anh mèo cam rất là anh hùng, lúc nãy con leo với con xíu giỡn thì anh mèo cam bỏ vô trong, mà khi nghe tiếng dẻ chửi vô cái mặt ra rất là đơ, mà chắc trong lòng tim đập thình thịch giả bộ đó. Mẹ ơi, dẻ nó chửi cái mặt đơ nữa. Không thèm chơi. Bề ngoài cho thấy cam là một con mèo tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhưng thật ra trong lòng con cam niễn nhìn từng đứa với ánh mắt phán xét, có thể nó đang niệm Phật. Vội vội không trên pháp khẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu. À, con dẻ nó chữ lên rồi, khầy tắt lẹ đi khầy. À, nãy giờ vẫn vui, thấy dẻ cà chua xéo xéo tay con khỉ không dám tới gần, rồi rồi con quên lộn. Không phải anh xuất hiện có chuyện liền à. Mày nhìn vô cái cục xúc xích của ai vậy nhị ca, kiểu ê của anh để đó chơi đó, đừng đụng cây của anh nha. Hỏi anh ăn đó nha. Gia bộ nó gài bẫy dẻ lắm. Rồi tao quăng cục ở đó đó, mày lại mặt xử tao có cớ tao quýnh mày. Để ý trong đây có đúng hai con mèo vàng, không phải bầy của nhị ca. Con dẻ con nhị ca nó ghét ra mặt luôn vì con dẻ láo. Nó nhị ca để cái xúc xích như cái mức của tao mà đụng tới công chuyện tao liền. Còn cái con mèo cam già này thì con nhị ca nó cũng khịa, mà khịa cái dạng nhẹ hơn. Tại mèo cam già nó không có chửi mấy đứa trong bầy của nhị ca, tôi kêu nó là con cam nẻn cái chân đi nẻn nẻn qua lại, mấy đứa nhảy qua nhảy lại, mà cái mặt con vàng nó hơi khó, mà cái tâm nó hiền khô không phân bua con nào hết. Mà con nhị ca nhìn cái mặt vàng cũng hiểu lầm, cái giờ bộ phóng lên khịa quýnh con vàng. Ai ngờ vàng không gì, mà thấy con gấu thấy tội nghiệp nó hơi ẩm vô, mà thấy con gấu ẩm cái dựa hẳn luôn. Cái tánh của cam nẻn là một con mèo ngây thơ không thích gây sự, mà cái mặt của nó lộ rõ một con mèo cáo già giống như thế.
Đây đây, cái con đang chụp cần câu là con leo. Hồi xưa nó quậy quạng, tưởng nó là con trai, ai ngờ nó là con gái nha. Ê, cái mặt con leo rất là đẹp quý vị ơi. Cái miệng cứ như cười cười giống dẻ hồi xưa ha. Còn con mắt thì nhìn nó hiền hậu dễ thương á. Nói chung con leo có cái mặt sắc nét, sống mũi cao vừa phải, con mắt sáng sủa. Trong khi con xíu nó ngược lại, cái mặt con xíu rất là bệnh trợn. Mà cái lông con xíu thuộc cái dạng con mèo mấp đen nha. Ở trên sống lưng nó đen gần như đen kịnh luôn. Này cái mặt con xíu nè, trời nó phóng quá sao thấy. Hai đứa này đang tuổi tăng động. Màu lông của xíu là cái dạng mấp đen, đen kịnh luôn á. Mà coi coi cái mặt của nó hầm hố không. Lỗ mũi thì bự, con mắt nó không có đồng thanh đồng thủ nha. Còn con này đẹp, nó leo leo cái mặt nhìn thấy vui liền rồi ha. Leo lặng gái nha, tống tiền triệt sản rồi. Xíu lặng trai nè, triệt sản chỉ có 200-300 ngàn thôi. Còn con cái thì mắt gấp đôi. Ô gấp ba, gấp ba. Con cái triệt sản thêm mổ bụng. Lúc mọi người đang giỡn vui vẻ mà con vẽ nó cứ chửi ngầm hoài. Lập tức con nhị ca nhau lên cửa hù. Trời 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 trời, má ơi má ơi. Đó đó, đó kiếm chuyện đó, kiếm chuyện, kiếm chuyện. Kiếm chuyện với vẽ đó. Mỗi khi ở nhà có một con ma mèo cam hay một con mèo cam tai tiếng nào quậy phá, lập tức có thằng trắng đen này chấn áp liền. Nhà tôi có tất cả là 4 con mèo cam. Con thứ nhất là con dẻ siêu dữ, con thứ nhì là con dòi khùng rất là công lý, con thứ ba là vui ngáo, vô cùng có hiếu và thương ông bà. Con cuối cùng là con mèo cam già ở trên trời nóc nhà gất xuống, chính là con này, con cam niễn. Nó già mà nó hiền, không phân bua với ai hết, mà chỉ là nhất thời thôi, sau này không biết nha. Ban đầu thấy nó hiền, sau này chưa biết làm sao đâu. Mình mẩy nó da nhất cứng nhất à. Để cho mọi người biết để phân biệt con mèo lớn tuổi nè. Gờ mình mẩy lên tuổi tên khế, nhưng khế nó sống lâu năm, nó cái gờ da thịt nó kiểu như nó đàn hồi tốt. Như con dẻ nè ha, nó mới có mấy năm, 2-3 năm à, da thịt nó còn mềm. Như con này mới có năm ngoài, thì gờ vô cái da thịt mà kiểu như nó chắc chắc á, là con nó sống lâu năm lắm rồi, già rồi. Và con cam này tôi nghĩ nó già nhất trong 4 con cam nhà tôi. Mà tôi đổ cái thằng này nó cũng khôn trong cái thúi đó. Nó từng gặp người hiền người dữ, chó hiền chó dữ. Nó gặp con chị ba mới đầu nó lại nó đánh nó khè, cái sau thấy chị ba hiền cái nó đơ luôn. Cái dạng giống khế đó, cái mặt thì rất là ghê gớm, nhưng mà ở trước mặt mấy con khác nó không có thể hiện gì hết. Như mèo già mà thành tinh hoa hóa cáo đó. Hồ ly sống lâu năm trả đời quá nhiều, gặp biết bao nhiêu con hiền con dữ. Còn cái đám này đó dân giả như là con cháu thì chan con khế, không có phân bua với mấy con nhỏ nhỏ này làm gì. Tính ra mấy đứa này phải kêu khế lộng có tổ, còn con này không biết nhiêu tuổi rồi. Đâu có gì đón tiếp tôi coi con này có nhiêu tuổi. Mà cái con vàng này nó có tài năng giỏi hơn con khè. Con khè là phải kéo là phong xuống mới chui được. Còn con này nó nhìn cái kẻ hở nó khều nhẹ ăn cái là ra là phong. Tức là con này nó thông minh, nó cáo giả sống lâu năm. Có thể hồi đó nó từng có chủ á. Mà khi cái con vàng xuất hiện là con khỉ bắt đầu vui vẻ hẳn ra. Con khỉ với con vàng rất là thích nhau. Trong khi con khỉ chưa tới 1 năm tuổi mà con vàng này đã rất là già rồi. Đây bây giờ tôi bắt con khỉ lại cho coi nha, coi răng cỏ còn không. Ồ còn răng nha. Cái miệng có đầu mồi nha. Ê dẻ, mày gừ ai mày? Ê mày gừ thôi như ca sử mày, mày gừ không? Mọi thứ im lặng là con dẻ lên cơn nha. Tức là mọi thứ im lặng thì con dẻ nó nghĩ nó là bá chủ, mà đâu có kịp đâu. Mỗi khi mày lên cơn khùng thì con dĩ ca lập tức bay lên trước mày gọi. Trước khi kết thúc video, nó cho quý vị coi khi mà con khỉa gái đẹp nhất trong đám 5 con mèo dĩ ca gặp con mèo vàng cáo già, chuyện gì sẽ xảy ra. Đây là cặp đời tình nha. Ồ, con kì cặp tình nha. Trời ơi, sao mày khoái gì khỉa với vậy con hả? Cà chua cà chết mày không khoái đó. Trời ơi, chua, quý vị thấy chua. Lộ liễu. Trong lúc người ta đang nói chuyện trai gái, con thằng lên cơn chữ nữa. Ê tao không thích ăn cơm mèo nha mày. Mà tại sao con cam già nó khoái con khỉa mà không cua cà chua? Cà chua cũng dễ thương với hiền hậu lắm chứ bộ. Có thể mèo mớp xấu quá nó khoái con mèo kia đẹp hơn. Mà cà chớn cũng dễ thương nè. À đúng rồi, cà chớn có bầu không lo chuyện trai gái, mà cho dù mày có lo cũng không cua mày đâu. Tới phiên phần thăm hai đứa nhỏ nhất con của con cà chớn. Đây con Hề nha, Hề cái mặt như con Hề đây. Ôi đây là à Hề, Hề ơi Hề. Đây nè ha, anh này để coi lật lên có la không. La không, la không. Ơ la la, giật mình la. Cho tròn tròn. Tròn này bự quá. Gãi cho, gãi cho à. À thấy mình nó kêu. Kêu mà không có dãy gì hết. Nói chung tất cả 5 con mèo trong đám dĩ ca với con leo con xíu gom bì lại nhau là 7 con. Cộng thêm 2 đứa con cạch chấn là 9 con. Mà riêng con dẻ không được ở trong đám này. Tại nãy giờ tụi nó giỡn với cái cần câu nó vui vẻ là con dẻ nó cũng không cảnh giác. Mà khi mọi thứ im lặng là con dẻ lên cơn liền. Con dẻ chỉ ở được với con leo một xíu chứ không ở được với mèo mèo lớn. Còn cho nó ra ngoài đúng không? Mấy con nó chạy giỡn nó cũng quạo lắm, phóng nó nhả ngoài mình hoài. Mà ở trong khu hẹp gì nó không bao giờ chịu nha. Giống như chiều đại cái thú chỉ phù hợp con số 9 thôi. Số 10 có con dẻ nó bù nhưng nó không có hợp với chiều đại cái thú nữa. Dĩ ca ngang dẻ là quýnh dẻ liền. Nếu mà mọi người đang ngủ đi, ở nó đi quay lại nó ghét ai cái nó quýnh người ta là gây stress cho nguyên đám. Nó sống ở ngoài khu vực rộng thì được, mà cứ leo lên chuồng bầy ngựa phá bầy ngựa hoài mà không gại dẻ sống với leo xíu thì nó không có sát phạt người ta, mà nó vẫn kiếm chuyện nhưng leo và xíu những nó hung dữ quen rồi. Bình thường dĩ ca vui vẻ mà khi xuất hiện con dẻ dĩ ca nóng tánh, bắt đầu gây sự con này con kia, cứ như không có vui, nghe tiếng chữ chữ là quạ nguyên bầy luôn. Mà mày còn dữ nữa đó, bình thường hai con này đâu quýnh nhau mà nó quạ con dẻ là nó quạ với mấy con khác hết. Nó tại sao trong bầy mèo có một con stress là nên để ghi, thấy chưa? Đó đó, các mẹ mày chưa. Một gia đình anh em cách nghĩa ta đang đoàn kết, xuất hiện con dẻ chửi cái sẽ chết nguyên đám luôn. Không nên cho dẻ trong này nữa. Hai đứa con của con cà chớn là con tròn với con hèm, cái nết giống con dẻ chắc thôi bỏ xứ đi luôn.